Xin chào anh em, hôm nay mình xin giới thiệu đến anh em một con Tuler của 7800 móc đôi anh em. Hôm nay mình sẽ mở nội thất để gửi tới anh em tham khảo, tham chiếu con này. Anh em nào có nhu cầu sản phẩm này thì xin điện cho Hà Audio Hải Phòng. Mình luôn cam kết mang đến cho anh em những sản phẩm zin, đẹp, xịn, đúng chất hàng bãi tuyển chọn anh em nhé. Con này nó sử dụng mặt phay nhôm màu trắng anh em. Anh em ngắm tổng thể từ góc cạnh nhé. Mình quay rất chậm anh em. Tuler TX 7800 mắc đôi. Và từ cái lúm nút của nó trở đi anh em nhé. Nó có hai đồng hồ rất đẹp, tương xứng với con 7800 hoặc 7800 mắc đôi anh em nhé. Thường thường anh em mua những con này là siêu tầm ấy. Tất cả mặt phay nhôm màu trắng hết. Con này mình tuyển kỹ lắm anh em, cực kỳ là kỹ luôn. Và các lúm nút của nó này, đấy là toàn bộ mặt đằng trước nha anh em nhé. Và anh em đi tham quan cái khung sườn của nó. Và cái đít đáy của nó. Chân AV của nó này anh em này. Đây nó có cái tem nhưng cũng mờ mờ rồi anh em. Và đây là có cái đường bắt anten. Và đây là có cái dây nguồn. Và sửa khung sườn bên này. Bắt đầu anh em mình tiến vào nội thất. Nó có cái tụ này anh em này. Tụ vẫn còn vàng. Và cái tem này là còn nguyên seri của nhà sản xuất. Seri máy đấy anh em ạ. Khung sườn ở dưới cũng vàng. Nó có một cái vỉ bo mạch này thôi. Anh em nhìn thấy keo của nhà, chấm keo của nhà sản xuất này. Hai bên màu hồng đấy. Và đây là phần đằng trước này anh em này. Hai cái này, đây một cái là của công tắc của radio đấy anh em. Và đây là cái dơ le nguồn này anh em này. Đây là cái dơ le nguồn. Và đây là cái vỏ bọc của hai cái đồng hồ đấy anh em ạ. Trong nội thất nó thì cũng chỉ có thế thôi. Đây là cái đèn báo. Cái lắp lưng của nó nguyên nước sơn nguyên zin nhé anh em. Có 4 con ốc nước sơn nguyên zin. Anh em nào chơi súp thì điện cho mình nhé. Hai quả súp xịn của Canada bát 25. 6.8 triệu và 7.2 triệu một quả. Anh em nào chơi lọc xì điện cho mình nhé. Toàn lọc xì Mỹ anh em. Và đẩy crown. Hàng ship về từ Nhật hết. Bây giờ anh em mình xem cái phần đáy của nó nha anh em nhé. Con này đẹp lắm. Anh em nhìn cái khung sườn đáy của nó chưa? Vàng ươm. Mình xin báo giá để gửi tới anh em con này. Anh em nào thiện chí yêu con này thì điện cho mình. Giá mình đang bán là 1.900.000 anh em nhé. 1.900.000. Hàng siêu tầm con Tuler 7800 mắc đôi. Xin chào, tạm biệt. Hẹn anh em ở clip sau.